mông to đi với cua to. Gầm cao mày thoáng đi với nhau. Chị này cua gì? Chỗ em đang giao bán cua cho các bác nhá. Cua áo vằn kia 6-7 cân, cua rơi khoảng 2 cân rưỡi. Áo bò 6-3 cân, cua khoảng cân 8. Áo cái này cua to mới lắm, béo lắm. Hai cua kia cân 1. Cua kia cân bé nhưng mà cua to cân rưỡi. Còn người quay là không có cua. Người quay cua chỗ ẻo.